Xin chào, mình là Yến Lê đến từ Somelia. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những thủ tục trong ngày cưới mà không phải ai cũng biết. Đầu tiên chúng ta sẽ đến thủ tục dạ ngõ, một thủ tục cần có trong đám cưới. Đây là buổi gặp mặt giữa hai họ, bàn và thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức, lễ vật và những vấn đề đi kèm trong hôn lễ. Vậy thì cần chuẩn bị gì cho lễ dạm ngõ? Dạm ngõ là buổi gặp mặt vô cùng quan trọng, mang tính chất quyết định. Trước khi tiến hành dạm ngõ thì nhà trai cần phải chọn lựa ngày đẹp và sau đó đánh tiếng với nhà gái để sang xin phép bàn bạc tổ chức hôn lễ. Buổi lễ này đánh dấu chính thức sự thiết lập mối quan hệ gắn bó giữa hai gia đình. Quy trình diễn ra lễ dạm ngõ gồm những bước nào? Trong buổi lễ này, hai bên gia đình sẽ thống nhất với nhau về ngày giờ tổ chức hôn lễ và lễ ăn hỏi, số lượng tráp lễ theo yêu cầu của nhà gái, địa điểm đặt tiệc, dịch vụ, cách thức tổ chức. Trong buổi dạm ngõ thì lễ vật thường sử dụng là trầu cau, thuốc, trà, bánh, được chuẩn bị theo số lượng chẵn. Và sau đây là lễ ăn hỏi trước đám cưới. Sau lễ dạm ngõ là lễ ăn hỏi. Một số gia đình nhà cô dâu và chú rể ở xa lên lễ ăn hỏi và lễ cưới thường được gộp chung lại thành một. Tuy nhiên thì theo đúng nguyên tắc thì buổi lễ ăn hỏi nên được tổ chức riêng để hai bên gia đình có sự chuẩn bị tâm lý cho đại hôn lễ sắp tới. Tiếp đến là chuẩn bị cho lễ ăn hỏi. Trong lễ ăn hỏi, nhà trai sẽ chuẩn bị và mang đến nhà gái đầy đủ số tráp và lễ vật theo yêu cầu. Bố chú rể và bố cô dâu giới thiệu những thành phần tham dự, sau đó mẹ chú rể sẽ trao chầu cho mẹ cô dâu. Chầu trao 3 lần, lần đầu tiên là cho lễ ăn hỏi, tiếp theo là lễ xin cưới và cuối cùng là cho lễ lạp tài. Nhận xong chầu là đến các tráp ăn hỏi từ nhà trai. Và quy trình diễn ra lễ ăn hỏi. Theo phong tục cưới hỏi của người Việt tại miền Bắc, số tráp ăn hỏi thường là số lẻ với 5, 7, 9 hoặc 11 tráp. Lễ vật chuẩn bị trong mỗi tráp cũng phải là bộ số của 2. Còn đối với lễ ăn hỏi tại miền Nam thì số tráp hỏi sẽ là số chẵn. Tráp sẽ có bánh cốm hoặc bánh nướng, bánh su xê, thuốc lá, chè, hạt sen, rượu, vân vân. Và tiếp theo sẽ là trình tự diễn ra lễ ăn hỏi. Sau khi nhận lễ vật từ nhà trai, nhà gái sẽ lấy một ít sính lễ, ăn hỏi và chầu cau để lên bàn thờ để thắp hương. Ở một số địa phương thì nhà gái chỉ giữ lại 2 phần sính lễ, còn trả lại cho nhà trai. Sau khi kết thúc phần lễ ăn hỏi thì nhà gái sẽ sử dụng đồ lễ của nhà trai để mời cưới bạn bè, người thân. Và phần tiếp theo rất là quan trọng đó chính là tổ chức lễ thành hôn. Vậy thì chuẩn bị gì cho lễ thành hôn? Lễ thành hôn là buổi lễ rất quan trọng mang tính chất quyết định, đánh dấu một trang mới trong cuộc đời của cô dâu, chú rể. Có hai cách để tổ chức tiệc cưới, đó là tổ chức tại nhà trai và nhà gái, hoặc là tổ chức tại khách sạn. Nếu tổ chức riêng thì tiệc ăn uống chúc mừng sẽ diễn ra một ngày trước hôn lễ. Tùy vào tuổi của cô dâu, nhiều địa phương thì sẽ tổ chức đón dâu hai lần. Một lần vào lễ ăn hỏi, cô dâu sẽ theo nhà trai về ở lại qua đêm, hôm sau tự ra về, không để ai biết, coi như là đã qua một lần xuất giá. Tiếp theo là trình tự diễn ra lễ thành hôn. Trong hôn lễ, cô dâu sẽ trang điểm thật xinh đẹp, chờ nhà trai đến đón. Chú rể cùng bố của mình sẽ mang theo xe hoa, hoa cưới tới nhà gái để xin dâu. Theo phong tục ở một số địa phương, mẹ chú rể sẽ mang lễ vào nhà gái để xin dâu trước, sau đó lên xe ra về, thì họ nhà trai mới được vào xin dâu. Thủ tục tổ chức hôn lễ diễn ra như sau. Với gia đình nhà gái gọi buổi lễ quan trọng này là lễ vu quy. Khi nhà trai đón dâu sẽ đến đúng giờ đẹp như đã lựa chọn từ trước. Đại diện họ nhà trai sẽ tiến hành giới thiệu thành phần tham dự, gồm họ hàng hai bên, bạn bè, người thân. Sau đó thì xin phép cho chú rể lên đón cô dâu. Cô dâu ngồi chờ trong phòng không có chú rể đến đó không được xuất hiện. Cô dâu chú rể thắp hương trên bàn thờ gia tiên và xuống ra mắt quan viên hai họ. Nhà trai xin phép nhà gái đưa cô dâu về nhà chồng. Với gia đình nhà trai, lễ cưới nhà trai gọi là lễ thành hôn. Khi đón cô dâu về nhà, cô dâu và chú rể thắp hương trên bàn thờ ông bà tổ tiên. Chú rể dẫn cô dâu ra mắt nhà chồng, trao nhẫn cưới và mời nước, mời trà họ hàng, người thân, bạn bè. Đại diện nhà trai sẽ mời họ hàng nhà gái lên thăm phòng cưới của cô dâu và chú rể.
Và cuối cùng là lễ lại mặt sau hôn lễ. Lễ lại mặt là một trong những thủ tục đám cưới quan trọng và không thể thiếu sau hôn lễ. Đây là cách để cô dâu và chú rể thể hiện tấm lòng hiếu thảo với bố mẹ. Đây còn là cách thể hiện sự chu đáo và quan tâm của họ nhà trai dành cho họ nhà gái. Lễ lại mặt thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai họ và sự nghiêm túc trên con đường hôn nhân sau này của cô dâu và chú rể. Để hôn lễ của bạn trở nên trọn vẹn nhất thì hãy thực hiện theo các bước trên đây nhé. Nếu các bạn đang tìm một đơn vị quay chụp phóng sự cưới thì chúng mình là Sương Media. Hãy liên hệ với chúng mình ở địa chỉ ở phía trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.